điều tra viên Liên Hợp Quốc nói về việc Hàn Quốc trục xuất người dân Triều Tiên. Thomas Ezia Quintana, điều tra viên của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Tư 29 tháng 6 rằng Hàn Quốc đã trục xuất hai người dân Triều Tiên bị nghi sát hại bạn cùng tàu, vi phạm các nguyên tắc nhân quyền vào năm 2019. Ông chia sẻ với các phóng viên rằng trong khi số phận của hai người đàn ông vẫn chưa được xác định, người ta cho rằng quyền lợi của họ sẽ bị vi phạm khi họ được giao cho chính quyền Triều Tiên và do đó Seoul có nghĩa vụ xử lý họ trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc thay vì cho họ hồi hương ngay lập tức. Chính quyền của cựu tổng thống Moon Jae-in đã trục xuất các ngư dân, mô tả họ là những tên tội phạm nguy hiểm, đã giết 16 đồng nghiệp trên tàu khi băng qua biên giới biển và nói rằng họ sẽ gây hại nếu được chấp nhận vào xã hội Hàn Quốc. Triều Tiên phải đối mặt với các cáo buộc giết người ngoài tư pháp, cưỡng chế mất tích, tra tấn, bắt giữ tùy tiện, bạo lực tình dục và cưỡng bức lao động. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về vụ giết người, gọi đây là sự kiện bất ngờ và đáng hổ thẹn, mặc dù truyền thông nhà nước đang cho rằng lỗi thuộc về Hàn Quốc vì đã không kiểm soát biên giới của mình.